Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 9 tháng 2 năm 2022, giá phân bón tiếp tục ở mức cao. Theo chuyên gia phân tích, mặc dù đã bước sang năm 2022, thị trường phân bón thế giới đã bớt tăng nóng hơn so với năm ngoái. Song, phân bón hiện vẫn đang là mặt hàng có giá cao, ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp của nhiều quốc gia. Các nguồn tin tổng hợp cho thấy, nhu cầu phân bón trên toàn cầu vẫn đang mạnh mẽ ở các trung tâm nông nghiệp lớn, từ khắp châu Âu đến Bắc Mỹ, Nam Mỹ và đặc biệt là một số quốc gia ở khu vực châu Á. Nguyên nhân chính là do giá khí đốt, giá dầu mỏ tăng cao, góp phần đẩy giá tăng lên. Cà Mau 875 đến 920.000 đồng, Phú Mỹ 865 đến 900.000 đồng, Ure Hà Bắc 820 đến 880.000, Ninh Bình 850.000 đến 890.000, Trung Quốc 890 đến 950. Ure Indo hạt đục 880 đến 940.000 đồng, Ure Malaysia hạt đục 808 đến 940.000 đồng, DB Hồng Hà 1.150.000 đến 1.250.000 đồng, Đình Vũ là 930.000 đến 990.000 đồng, Lào Cai là 925.000 đến 970.000 đồng, Philippines 1.050.000 đến 1.150.000 đồng, Hàn Quốc 1.280.000 đến 1.350.000 đồng, Cali Miễn, Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 804 đến 809, Ba Con Cò 807 đến 930.000, Canada 807 đến 920.000, Israel 807 đến 920.000 đồng, Belarus và Jordan cũng bằng giá với Israel 807 đến 920.000 đồng, Cali Israel hạt nhuyễn 607 đến 700.000 đồng, Cali Israel trắng 675 đến 700.000 đồng, NPK 16, 16, 16 Nga là 800 đến 806, NPK 16, 16, 8 Cà Mau và Phú Mỹ bằng giá 707 đến 801, Việt Nhật là 706 đến 800.000, Nga là 775 đến 820.000 đồng, NPK 20, 20, 15 Ba Con Cò là 904 đến 980.000, Bình Điền là 920 đến 960.000, NPK 20, 20, 15 TE Bình Điền là 906 đến 990.000 đồng, Phân Lân Súp Bê Lân Long Thành 206 đến 300.000 đồng. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, giá phân Ure Cà Mau 900 đến 950.000 đồng, Phú Mỹ 910 đến 960.000 đồng, Ure Hà Bắc 880 đến 930.000 đồng. NPK 20 20 15 TE Bình Điền là 906 đến 990.000 đồng. NPK 20 20 15 Bình Điền là 903 đến 970.000 đồng ha bà con. Phân Lân Măng Điển có giá là 300 đến 304. NPK 16 16 8 Cà Mau là 804 đến 809. Còn Phú Mỹ là 850 đến 890.000 đồng. Phân Cali Miễn Cà Mau và Phú Mỹ thì bằng giá 804 đến 890.000 đồng. Tiếp theo, kênh Nhà Nông Miền Tây sẽ báo giá phân bón ở khu vực Đông Bắc Bộ nha bà con. Phân Cali Israel hạt miễn là 900 đến 906. Phân Cali Belarus bột là 700 đến 750. Cali Israel hạt nhuyễn 700 đến 750. Cali hạt nhỏ Canada cũng 700 đến 750. Bà con lưu ý nha, giá nó sẽ có một cái sự chênh lệch nhất định giữa các khu vực tùy vào cái mức độ hút hàng nữa. Cũng như là cái cách bà con là mình mua, mình trả tiền mặt hay là mua đầu tư nó cũng sẽ khác nhau một chút. Bà con lưu ý giá như hôm nay nha. Cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã luôn đồng hành cùng với kênh để mang đến nhiều thông tin hỗ trợ cho quý bà con. Bà con cũng hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều luôn. Kính chào và hẹn gặp lại.